Máy hút bụi cầm tay DEMA DX118C sử dụng công nghệ hút lớp xoáy, xử lý và ném bụi hiệu quả, bảo vệ tốt bộ lọc, gia tăng độ bền cho máy, hút sạch bụi bẩn và hạn chế tắc nghẽn ống hút. Công suất 400W tạo lực hút mạnh mẽ lên đến 12.000 Pascal, thu hút hiệu quả, nhanh gọn, sử dụng ở hầu hết các loại sàn như gỗ, gạch, thảm dày và tối đa hóa khả năng dọn dẹp nhà cửa. Lọc sạch bụi mịn, trả lại không gian nhà thông thoáng, sạch sẽ nhờ bộ lọc HEPA. Dung tích hộp chứa bụi lớn 1.2 lít giúp làm sạch không gian lớn mà không cần nhiều lần đổ bụi, dễ dàng vệ sinh. Máy hút bụi thiết kế 2-trong-1 có thể tháo rời sử dụng như máy hút bụi cầm tay, dễ dàng tháo lắp, phù hợp với căn hộ, khu chung cư hay hộ gia đình. Dây điện dài 4.5 mét giúp người dùng có thể di chuyển và sử dụng máy ở những vị trí xa nguồn điện. 3 đầu hút gồm đầu hút sàn, hút khe, bàn chải, tháo lắp tiện lợi, thích hợp mọi vị trí trong ngôi nhà của bạn. Độ ồn dưới 82 dB tương đương với âm thanh văn phòng ồn ào, siêu thị, tiếng ồn ngoài đường. Thiết kế nhỏ gọn, kết hợp hai tông màu trắng và xanh trẻ trung, trang nhã,